Trời, ghế đi. Mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra. Em trai giới thiệu trước nè. Dạ, em tên Trần Hữu Tài à. Hôm nay 24 tuổi à. 25 tuổi à. Sao 24 mà lên 25? Lộn gì, tại em luôn. Sinh năm nhiêu? Dạ, 94 à. 94, 25 rồi, sắp 26 dạ. Luôn rồi. Dạ. Nhà ở đâu, Tài nhà ở đâu? Dạ, quê em ở Bạc Liêu à. Ờ, hiện tại giờ đang ở đâu? Hiện tại em đang làm ở Bình Dương à. Làm công việc gì ở Bình Dương Tài? Dạ em thợ cắt tóc. Hèn chi gì nãy giờ nãy tôi thấy tóc lạ rồi. Tôi thấy tóc mua đen là tôi biết thợ cắt tóc rồi. Dạ em chuyên bên Nam à. Cắt uống vũ nhuộm. Dạ. Ủa Nam có uống tóc không? Dạ có à. Uống máy đồ á ha. Dạ. Cắt uống vũ nhuộm luôn. Dạ. Em là thợ chính. Thợ chính được mấy năm rồi? Dạ được 1 năm rưỡi rồi. À rồi em ở đó luôn hả? Em ở đó với gia đình? Dạ em về gia đình à. Ở làm em với gia đình em cũng gần à. À gia đình em lên trên Bình Dương luôn rồi. Dạ. À, Bình Dương là ở đoạn nào? Dạ khúc Tân Nguyên, xã Tân Vĩnh Hiệp à. Nhà đông anh chị em không? Dạ có 2 anh em à. Em là lớn, còn em gái út à. Rồi, mời em gái giới thiệu chào nè. Chương trình, chào chị Cát Tường và chào bạn nam bên kia. Em tên là Ngọc Dầu ạ. Năm nay em 27 tuổi, quê quán của em là ở Bình Định chị. Và nghề nghiệp của em là kế toán tại Bình Dương ạ. Bình Dương ở khúc nào, gần chỗ nhà bạn trai không? Em ở Thủ Dầu Một nhưng mà em làm ở Tân Nguyên luôn ạ. Sao nghe bạn gái lớn hơn mình 2 tuổi có vấn đề gì không? Dạ không ạ. Người ta nói cái lớn 2 gì trai lớn 1 đó. Dạ đúng rồi. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Tài? Dạ điểm mạnh của em là biết nấu ăn, phụ giúp trong gia đình. Hoa này em tự cắm. Trời ơi, thiệt luôn hả? Trời ơi, con trai biết nấu ăn, biết cắm hoa, làm việc trong gia đình, làm nghề tóc. Sao nó có cái gì nó ngộn ta? Không có ngộ chị à. Em bình thường chị à. Bình thường? Dạ. Em biết chị nói ngộ gì không mà em nói em bình thường? Chị nói em cũng hiểu được chút rồi. Hiểu chút hả? Có ai nói gì không? Có ai đặt nghi vấn gì ở em không? Dạ chị sắp đặt nghi vấn rồi, em nói trước à. Kiểu mà ai sắp đặt nghi vấn em nói trước. Dạ. Thích bạn gái không? Dạ thích ạ. Có người nào thích con trai không? Dạ không ạ. Ví dụ tiệm em phục vụ mấy bạn trai vô cắt tóc, có bạn nào đẹp trai quá cái em mê không? Dạ không ạ. Chứ ví dụ chị mà thấy gái đẹp là chị cũng mê ấy nha. Dạ không. Không mê trai, em chỉ mê gái thôi. Em chỉ mê gái thôi. Dạ. Khuyết điểm em là gì? Em mà giận lên thì em ít nói lắm. Chứ em làm gì? Nào em đúng á thì em không nói, nào em sai thì em tự động xin lỗi. Đúng, không nói. Sai, xin lỗi vậy cũng được, biết xin lỗi là được rồi. Dạ. Còn bên đây, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là nấu ăn khá là ngon ạ. Và đặc biệt là em sống tình cảm ạ. Luôn luôn quan tâm đến gia đình và đặc biệt là yêu con nít ạ. Rồi, điểm yếu? Mặc dù em là con gái nhưng mà có sở thích hơi lạ. Đó là em thích cắn nhéo và đánh người. Gì vậy? Cắn nhéo và đánh, đánh người. Dạ đúng rồi. Là thường em cắn nhéo với em đánh ai? Em gái và mẹ và mấy bạn đồng nghiệp trong công ty ạ. Có đánh bạn đồng nghiệp trong công ty dạ, nữa? Dạ có. Có khi nào bị đánh lại không? Dạ không. Có ai phản kháng lại em chưa? Dạ chưa ạ. Ngoài sở thích đó ra còn sở thích gì đặc biệt nữa không? Em thích chơi thể thao, đặc biệt là đá banh chị. Thích đá banh nữa? Dạ đúng rồi. Xài quá xài luôn. Bên đây con trai thích cắm hoa, làm việc nhà. Con gái thì thích cắn nhéo, đánh đập, đá banh. Rồi cặp đôi này ngộ nha. Rồi mốt mình về rồi coi như là chiều chiều em đi đá banh, anh ở nhà cắm hoa, dọn dẹp nhà cửa. Được không cưng? Được không? Dạ được. Vui ha. Có quan ngại gì không? Cắn nhéo đánh. Dạ không sao chị. Tại em to mà không sao đâu. Cái gì to? Người em to bự hơn. Em phải nói rõ sao? Nha, phải nói cho rõ. Rồi, trong tình trường thì như thế nào? Em trải qua mấy mối tình rồi? 2 mối rưỡi chị. 2 mối rưỡi hả? Dạ. Dạ cái đó lửng lửng á chị, không phải tình bạn, không phải tình bạn, tình yêu, không phải tình yêu, nó nằm ở lưng chừng. Cái rưỡi đó kéo dài được bao lâu? Dạ em mới kết thúc hồi năm rồi chị. Năm mấy, tới giờ em cắt đứt liên lạc luôn chị. Sao cắt đứt? Lý do tại sao không tới được nguyên mà nó cứ rưỡi là do em hay do bạn đó? Cái nói mình tỏ tình thì cứ như kiểu được bạn thân ấy, cứ đùa đùa rồi vậy chị. Và bạn đó cũng im luôn? Dạ im luôn. Sắp lấy chồng rồi chị à? Em không phải gu của người ta rồi. Dạ đúng rồi. Thì trước đó 2 mối tình kia thì sao? Có cái gì tại sao chị chia tay? Một mối tình dưới quê lúc mẹ mới đi làm á, làm nhiều quá nên là không có thời gian liên lạc nên là ghét nhạt đầu mình chia tay. Còn mối tình thứ hai là bạn gái ở Kiên Giang, trước làm thì 2 đứa quen xong rồi người đó về quê xong tình cảm xa quá đầu bị nhạt đi. Đúng rồi, bây giờ gần nè, đừng có để nhạt nữa nha. Dạ.
tập trung vô chuyên môn nha. Dạ. Rồi, thế còn em tình trường sao nè? Dạ, em chưa trải qua một mối tình chính thức nào chị. Chưa trải qua mối tình nào hết? Dạ đúng rồi. Từ hồi đi học tới giờ luôn á? Dạ đúng rồi. Lý do sao vậy? Trước khi mà em muốn nhận lời của một bạn nào đó thì em có tự vẽ ra một cái quãng đường rất là dài trên một cái trang giấy chị, là ví dụ người đó có tốt hay không, người đó có đối xử với gia đình mình tốt hay không, hoặc là người đó có chung thủy hay không. Suy nghĩ quá nên là em không có đồng ý. Cho nên thôi bây giờ mình phải rút kinh nghiệm. Dạ đúng rồi. Suy nghĩ chi cho nhiều vậy. Cuộc sống nó ngắn ngủi, đời nó vô thường lắm, đâu ai biết được ngày mai như thế nào. Dạ. Hôm nay tình yêu tới, mình cảm thấy vui, mình cảm thấy đối tượng này được, happy thì mình đón nhận đi. Dạ. Để mình có một mảnh tình dắt dai với người ta. 27 tuổi rồi. Dạ đúng rồi. Nhớ không cưng? Dạ, ba mẹ là hối hoài luôn. Ba mẹ hối hoài. Ba mẹ ngày nào cũng hối. Và chị nói là chị gái á, chị nói là thử yêu đi. Yêu đúng vui rồi. Lắm. Yêu vui lắm thiệt. Hẹn hò rồi nhớ nhung rồi cũng có gây gỗ rồi chia tay đồ, phải có nước mắt, nụ cười nó mới là cuộc đời đúng không em? Dạ đúng rồi. Sao em dụ bạn này yêu được cho chị nha? Dạ. Được không? Dạ được. Tự tin không? Dạ tự tin rồi. Rồi. Mẫu người lý tưởng của em sao? Cao trên 1m67 trở lên chị. Chuẩn. Vui vẻ hòa đồng giống em luôn. Chuẩn luôn. Chín chắn và luôn luôn đưa ra quyết định của mình. Có chứng kiến. Nhưng mà bây giờ thí dụ bạn trai nhỏ em 2 tuổi thì em có quan ngại gì không? Dạ không. Miễn là chín chắn là dạ, được. Công rồi, việc ổn định là ok. Dạ. Đúng không? Lần này vẽ trang giấy ngắn ngắn thôi, đừng có vẽ dài quá nha không? Dạ. Vài điểm thôi. Cao mét trên 1m67 ha, ok. Dạ. Thật thà yêu thương mình, chăm sóc mình, đủ rồi. Còn em, mỗi người bạn gái của em là người như thế nào? Người đó phải chung thủy. Em không cần việc nhà phải đảm đang. Đó em lo được, tại em làm tại nhà được mà. Ừ. Đây, em tìm đi. Anh đó thì có trong ba anh này nè. Và em đeo cái hình này cho chị coi coi. Em thích gu sao lại em kiếm trong chổng á. Đây, đơn giản thôi. Nào, ai đâu, ai đâu? Nghĩ này. Anh đó, anh đó. Lý do tại sao em chọn anh đó? Tại vì em thích cao. Là em thích cao đúng không? Dạ đúng rồi. Em thích cái anh này. Dạ. Chắc chưa? Chắc. Chắc nha, giữ nguyên hiện trường đó, lát nữa tôi gả. Tại sao em chọn cô đó? Tại vì thấy ít cười, chắc chắn là sẽ nghiêm. Ít nói là phải nghiêm nè. Ít nói là chụp hình phải nghiêm. Dạ. Bây giờ Tường sẽ mở cửa trái tim ra cho hai bạn xem cảm nhận đầu tiên của mình ngày hôm nay có đúng hay không nha. Dạ. Sai bị phạt nha. Dạ. 1, 2, 3. Bạn gái đó đúng không em? Dạ đúng. Bây giờ bạn trai tính sao đây? Cổ là ai biết không? Rồi bây giờ tính sao đây? Bây giờ trước tiên ga lăng trước đây nè, bó hoa mình tự cắm nè. Trời cao quá, quá đúng cao. Rồi. Thôi em cảm ơn. Đó. Anh tự cắm đó nha. Dạ, em nha. Cái này là có một cuốn sổ. Mong anh những công việc hàng ngày thì mình có những cái gì quan trọng cần nốt thì mình cứ nốt vào. Và đặc biệt là anh nốt vào ngày kỷ niệm ngày hôm nay. Nếu mà sau này hai đứa mình có đến được với nhau á thì em lái cuốn sổ này để nhận quà kỷ niệm. Trời ơi. Đòi quà. Đòi quà rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Cao dữ vậy, cao mét mấy? Dạ em cao 1m86 à. 1m86? Wow. Ăn gì mà cao dữ vậy? Em biết đó, nhà em ai cũng cao hết á. Bây giờ nãy ảnh đoán sai em rồi. Dạ. Giờ phạt ảnh gì đây, em muốn phạt gì? Thục dầu 5 cái. Thục dầu 5 cái này cổ nói chị không có nói nha. Mời em thục dầu 5 cái tội đoán sai. Rồi cái tướng cao thục dầu dễ cưng. Không, thục dầu thiệt đúng không chị ạ? Ủa chứ không lẽ giả? Chương trình này không có cái gì giả hết trơn á. Thục dầu đâu chị ạ? Đó, đứng trước đứng đó đây đó. Luôn ừ đúng chị. Rồi. Đây năm người quá ngại lắm. Không, không ngại anh. Đúng nói ngại. Chung mình cứ tự tin bản thân mình là được. Đúng rồi. Ở đây đúng không chị ạ? Đúng rồi. Rồi thục sao rồi đó vậy, em chưa có biết thục dầu. Rồi đó chỉ đứng bảng thôi à. Nắm hai tay xuống. Nắm hai tay gì đúng không? Rồi anh thục dầu xuống đi. Rồi ngồi xuống đứng lên thôi đúng không? Dạ, đúng rồi. 1, 2. Đứng cao lên. Đứng lên da. Đúng không? Rồi. Trời ơi. Điện gian được điện gian chị. Gian vừa phải thôi. Đứng lên chủ yếu cho người ta nhìn cái body mình nó đẹp. Hiểu không? Rồi, được rồi, vô ngồi ghế đi. Đó, tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn dành cho nhau là gì? Xinh gái hơn, em nãy em chọn sai. Nãy em chọn sai, em chọn mặt buồn phải không? Dạ. Mà mặt người ta tươi hơn. Dạ. Lần đầu gặp mặt thì em ấn tượng nhất là cặp chân mày của anh.
Chân mày rậm quá hả? Dạ đúng rồi, rất là rậm. Anh thì ấn tượng em có một hở rất đẹp. Hồi xưa thì em hai cái á, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn một cái thôi. Sao vậy? Tại vì người ta kêu là đang khởi nhiều quá, không có xinh. Phải nhổ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà anh với em quen nhau, hợp nhau, em xác định chừng nào mình cưới nhau? Ít nhất là 6 tháng. Vậy là xác định là mình sẽ giữ liên lạc tới 6 tháng. Và 6 tháng là qua năm tới đó. Thì qua năm tới anh em sẽ lấy nhau. Em có xác định như vậy chưa? Nói chung là một khi em đã lên chương trình này rồi thì em có xác định rồi. Qua năm tới anh sẽ mở tiệm riêng và anh làm. Thì anh xác định sẽ cưới em. Dạ. Xác định cưới em này luôn á hả? Chắc cứu luôn hả? Chắc cứu. Mới mở cửa trái tim ra là xác định qua năm là cưới em này luôn. Tại vì nãy mình đã nói xác định mà xác định rồi em cũng phải xác định lại. Thì xác định là có nghĩa là xác định là hôm nay đến đây là quyết chí là tìm một cái người mà yêu nhau mà hợp là sẽ lấy. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ mới gặp chưa biết hợp hay không mà cưới luôn. Bữa nay mình hẹn hò hoặc mình tìm hiểu rồi mình thấy không hợp rồi sao cưới? Dạ hợp nha. Sao biết hợp? Trong cuộc sống mà đã qua sinh ra để hợp nhau rồi. Mình phải nhường nhịn nhau mới hợp nhau. Đây là một suy nghĩ rất là hay, khó có chàng trai nào nghĩ như vậy nha. Em thấy sao? Một chàng trai nhỏ hơn mình 2 tuổi có một suy nghĩ như vậy, em thấy như thế nào? Chị đây hơi bất ngờ đó. Em thấy suy nghĩ của bạn rất là chín chắn. Nói chung là đủ lý do là được. Em chỉ cần lý do thôi. Không phải là lý do, mà là lúc mà anh mà nói cưới em thì em chỉ cần muốn nói câu chấp nhận là được rồi. Nhưng mà cho người ta biết lý do, cho người ta đủ lý do để người ta chấp nhận. Dạ. 6 tháng không có dài cũng không có ngắn. Dạ đúng rồi. Vừa đủ để em cho người ta một cái lý do. Dạ, rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn cùng dùng cơm trưa với nhau, cho nhau những lý do. Từ bây giờ 6 tháng nhanh lắm. Dạ. Mời các bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Giảo Hảo Food, rất là hấp dẫn luôn, bài trí rất đẹp mắt nha. Cua lột chiên giòn nè, bò út lúc lắc sốt tiêu đen nè, gà chiên lúa mạch và cơm cà ri hải sản tay cầm. Rồi, chúc hai bạn một buổi trưa thật là ngon miệng. Nhớ vừa ăn ha, vừa chăm sóc cổ nha. Một chút xíu chị Tường quay lại là phải đủ lý do nha. Dạ, cảm ơn chị. Ok, tự tin lên. Mời anh nhìn. Dạ rồi, mời anh ạ. Em có một câu hỏi là anh quan điểm như thế nào là con trai có nên chủ động trong tình yêu hay không? Con trai nên chủ động. Tất cả thì mình phải chủ động nhưng mà tùy theo lý do. Em là em không ít khi chủ động trong tình yêu. Em người rất là thụ động. Nên là em muốn là con trai chủ động hơn rất là nhiều. Đúng rồi, con trai lúc nào cũng phải, đàn ông mà lúc nào cũng phải chủ động hết. Dạ. Nếu mà một người con trai biết nhậu, em có có thể cho phép được không? Dạ được, nói chung là nhậu để giao tiếp là được. Nói chung là không bê tha là được. Tại vì em cũng biết nhậu mà. Vậy mới mốt thì khỏi đi nhậu ở ngoài, hay để về nhà nhậu được rồi. Chung là mai mốt thì ăn uống gì thì tự nấu ăn, tự hai đứa đều là biết nấu ăn hết. Nên là cùng nhau nấu ăn sẽ vui hơn rất là nhiều. Đúng rồi. Dạ. Cùng làm thì sẽ hạnh phúc hơn. Dạ đúng rồi. Nữa, nếu mà nữa mình lấy nhau á thì anh có thể là về Bình Định về thăm ba mẹ ngoại. Đến lấy nhau mới về hả anh? Không. Nếu mà được á thì Tết em về, xong rồi cái qua Tết anh với em về lại lần hai. Dạ rồi. Dạ được. Anh có phải tiếp người lãng mạn không anh? Anh rất lãng mạn. Anh có thường tặng quà cho phụ nữ không ạ? Không ít. Với người anh thương thôi. Anh nghĩ á, cái ấm áp nhất là bữa cơm gia đình. Anh thích ăn cơm gia đình hơn. Đó là món quà vô giá. Dạ đúng. Nãy giờ thấy có tí lý do nào chưa? Cũng có rồi chị. Cũng có hả? Trời ơi, tín hiệu vui, tín hiệu vui. Chị thì cũng nghĩ như vậy. Cái bữa cơm gia đình ở đây á là nó mang hiểu rộng hơn, có nghĩa là có một cái sum họp, đúng không? Sum họp ngồi với nhau, cha mẹ vợ chồng con cái ngồi nói chuyện. Lâu lâu mình ra không trong bếp thì mình ra ngoài sân, lâu lâu mình cũng có thể cùng nhau đi du lịch đâu đó, nhưng mà ý là mình ăn cơm cùng nhau, gọi là bữa cơm gia đình, chứ cũng phải nhất thiết một năm 365 ngày ngày nào cũng phải vô bếp nấu nướng, không phải vậy. Có nghĩa là làm gì làm phải dành cái thời gian cho gia đình. Đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình mỗi bạn sẽ bóc một lá để bạn nữ
bạn nam bóc trước để đọc lớn lên. Ảnh mời bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Trời ơi, hồi nãy hết đất 5 cái, bây giờ ẩm hoặc bồng bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Ẩm rớt là cổ nhéo đó. Rồi qua đi. Tao bận áo đầm đó, ẩm sao cho khéo thiệt khéo nha. Ẩm sao? Đúng rồi, ẩm vậy là đúng rồi đó. Đúng luôn. 5 vòng đi cưng. Cái gì mà ư? 1 vòng. Rồi, 1 vòng được rồi chứ. 2 vòng, ổng đòi ổng đi hết cái nhà hàng này đó. Gồng lên chưa, mỏi chưa? Thôi 2 vòng được rồi chị. 3 vòng. Xỉu chưa? Tại vì em làm nhẹ quen rồi, làm nặng lại mệt lắm. Chị rớt em chị. Nhéo vô cho chị. Đủ vòng. Vòng. Đủ rồi chị ơi. Qua tới đây vô ghế đi rồi mới nằm. Rồi bây giờ nhéo ảnh một cái coi nè. Thở hổn hển kìa. Nhéo vậy đó hả? Đâu đau đâu chị, nhẹ mà. Đánh đâu, đánh coi. Đánh sao? Cũng nhẹ mà. Chịu được mà. Chịu được mà. Chịu được hả? Nhéo hoài luôn á. Có nhớ nhớ cả đời hả chị? Nhớ cả đời. Thở quá, về ngồi thở đi, về ngồi thở để xỉu à. Tại tối em đâu có ngủ đâu. Sao vậy? Hơi hộp quá. Tối không ngủ luôn. Dạ. Mà sau khi ẩm bạn gái có sự va chạm nhẹ 5 vòng thì cảm nhận trong người em như thế nào? Mệt thì có mệt, nhưng mà ấm. Mệt thì có mệt mà ấm, cái đó là nóng luôn, phải ấm nữa. Có rung động không? Có xúc động gì không? Dạ có. Điện có chuyển chạy qua rần rần gì không? Máu chạy nhanh hơn như thường. Máu chạy nhanh hả? Tôi không hiểu cảm giác máu chạy nhanh này, ước gì giờ có ai ẩm tôi luôn nè. Rồi mời em gái. Gái trắng dữ nha, bạn gái thì da trắng, bạn trai thì mắt đẹp, lông mi rậm rịch. Bạn quan điểm thế nào về việc yêu nhau là phải trao hết cho nhau? Em đồng ý với cái nghĩa sáng hơn, còn cái nghĩa bóng thì em không có đồng ý. Trao hết tình cảm rồi cho nhau thì được. Còn nếu mà ví dụ vấn đề về sống thử hay gì đó thì em không có đồng ý. Có nghĩa là phải đi dành tới đám cưới. Dạ đúng rồi. Đôi kia 6 tháng mà. 6 tháng. Đúng không? 6 tháng chứ, cây qua rồi. Phải nuôi dưỡng tình yêu chứ, phải cho người ta lý do. Vì em sẽ cho lý và do. Và phải tôn trọng cái suy nghĩ của bạn gái. Dạ đúng rồi. Mà đúng em, không? Em thắc mắc, thắc nếu mắc mà đi chơi mà thấy nắm tay được không trời? Thì hỏi đi. Em, anh có thể đi nắm tay em đi chơi được không? Nói chung là được. Nắm tay được. Dạ. Hôn nhau cũng được, đó là những cảm xúc chân thật là được hết. Ông lo xa quá được hết á. Chỉ có cái chuyện mà ngủ chung là không có được thôi. Là ngủ chung là tới đêm tân hôn mới được ngủ chung. Được không? Dạ được ạ. Đó, vậy được không em? Bây giờ á, hai người nhìn nhau 30 giây và nói cho nhau nghe hiện tại cảm xúc trong lòng mình như thế nào trước khi đưa ra quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em suy nghĩ gì về em? Kêu ông nói, ông hỏi người ta. Kêu anh nói mà, anh nói đi, anh nói trước về em đi. Anh thấy tính cách anh với em hợp thì anh sẽ bấm nút. Anh sẽ bấm nút đó. Còn em? 5 giây nữa sẽ biết. Biết kết quả. Anh chỉ mong em mở lòng cho anh thôi. Dạ. Nói ít quá, cho bạn một cơ hội nữa, hát tỏ tình. Bảy nô lệ tình yêu nha. Nô lệ tình yêu. Vâng. Rồi mời em. Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau. Có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ cần một cách em phải bằng lòng yêu anh. Hát rồi hả? Dạ. Bài gì lạ quá, tôi còn chưa nghe luôn, nghe ông hát còn thấy lạ lắm. Hồi Việt Trung rồi chị. Hồi Việt Trung ta đâu có hát vậy. Tại em run quá, em có đủ hơi à. À được rồi, thật ra là hai bạn rất là dễ thương. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Một cặp rất đẹp đôi, trò chuyện rất hợp, nhưng liệu họ có bấm nút với nhau hay không? 1 2 3 Hết thời gian. Sao tụi đếm mới có 2 là bấm rồi hả? Rủi bấm vậy không hợp lệ sao? Tụi này em gấp quá chị. Em sợ, gì? Em sợ bấm trễ quá. Mới có 2 rồi trễ gì? Tại em thì em thích cái gì nó nhanh. Chậm mà nó chắc, nhanh rồi nó có chắc không? Chắc chị à. Nhanh vẫn chắc. Chị tạm tin em lần này nha. Cố gắng lên nha. Dạ. Cho người ta đủ lý do, 6 tháng sau báo tin vui cho chương trình. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ nắm tay nhau nè. Chị giới thiệu lại với em một lần nữa, người bạn gái của em là chưa có một mối tình nào. Dạ. Em phải trân trọng điều đó. Dạ.
Hai em hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên, nhân ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Đúng rồi. Tóc. Tụi gì né. Hôn nhau mà né. Mốt lấy nhau coi lại cái đoạn này đó. Trời ơi, vô chưa? Đã chưa à? Chưa, được chưa, được. Bị né rồi chị ạ. Bị né là chưa có tính, cầm lại. Được chưa? Dạ được rồi ạ. Cảm thấy sao? Dạ em biết cảm giác sao mà nó lăn lăn á chị ạ. Vậy hả? Dạ. Chốt lại cái chuyện nào cưới nè. 6 tháng sau. Tôi nhớ nha, tôi canh từ lúc tập này phát sóng đến 6 tháng sau. Dạ. Chờ tin vui của hai bạn nha. Dạ. Rồi. Dạ hai chị ơi, mình phỏng vấn giúp em ạ. Chị Nhung với chị My ơi. Chị Nhung với chị My ơi, mình phỏng vấn. Rồi, rồi, rồi. Dạ cho anh ạ. À. Dạ đây là một buổi casting bản hẹn hò. Để coi là cách anh nói chuyện như thế nào á. Thì giờ anh giới thiệu giúp em về cái họ tên, tên tuổi, quê quán, nghề nghiệp của anh nha. Dạ. Anh tên Trần Quang Sơn, quê quán thì ở Gia Lai. Nghề nghiệp thì là DJ và là nhà sản xuất nhạc, TikToker. Anh là TikToker á? À đúng rồi. Ok, hiện tại bây giờ là anh sinh năm bao nhiêu? À, sinh năm 1996, 1995. À, 1996, 1995 hả? Ừ. Rồi, giờ bạn giới thiệu giùm mình về điểm yếu, điểm, điểm mạnh, điểm yếu của bạn đi. Về tính cách á. Điểm, điểm mạnh thì tính cách ha. Tính cách mình như thế nào, hòa đồng, vui vẻ, hài hước hay là như thế nào đó, cho kiểu như là cho mọi người biết là thông tin về cái con người của bạn thôi. Ừ. Tính cách thì mình rất là thoải mái, rất là hòa đồng và rất là thân thiện, rất là dễ gần mà khó thân. À, chung là tích cực. Còn điểm yếu thì thì chưa thấy cái điểm yếu nào. Thực ra là uống nhiều rượu cũng gọi là điểm yếu. À thì không, mình ngồi rượu, mình ngồi, mình không gọi nhậu nhẹt và mình cũng gọi thuốc lá luôn. Ơ nhưng mà bạn là làm DJ mà mình phải uống, mình phải uống rượu, uống bia, uống rượu vô để cho mình feeling với được biết chứ. Đâu làm DJ đâu nhất thiết uống rượu uống bia để feeling đâu, đó là mình chỉ sử dụng cảm xúc thật để mình feeling thì nó sẽ tốt hơn. Còn nếu mình làm dùng vào những cái chất kích thích để mình feeling thì cái đó nó không tốt. Mình nên sử dụng bia rượu sau khi kết thúc cái buổi làm việc, nó sẽ tốt. Ừ, vậy có nghĩa là bạn vẫn trong cái giai đoạn tỉnh táo khi bạn đánh nhạc đúng không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Ồ rồi, ví dụ như ngoài đánh DJ ở đây, còn bạn có thể, cái tài lẻ của bạn có thể đàn guitar hay là ca hát hay cái gì được không? Ừ, không, không, mình chỉ DJ xong có biết chút làm nhạc, xong hoạt động bên TikTok. Mà những thời gian rảnh thì mình sẽ đi tập gym. Nhưng mà bạn hoạt động bên TikTok là về nội dung gì? À, nội dung về tất cả, nội dung về sáng tạo âm nhạc và lâu lâu làm tiểu phẩm 2 luôn cho vui. Nhưng mà những tiểu phẩm 2 thì nó lại không có được tương tác cao vì đôi khi người ta sẽ tập trung xem mình về nhạc cho như hơn. Ok. Nhưng mà cái bên TikTok của bạn là hiện tại bây giờ đã được bao nhiêu follow rồi? TikTok của mình hiện tại được hơn 300k follow, chủ yếu tập trung về nhạc. Ok, follow, ok. Rồi, quay trở lại về cái điểm yếu. Giờ bạn không muốn rủ uống bia nè. Rồi bạn nghĩ mình móc ra coi cùng một cái điểm yếu mà ví dụ như bạn nóng tính không? Điểm yếu thì mình khá là nóng tính và khá là gọi là khá là nóng tính thôi. Mà nóng tính nhất là bạn sẽ làm cái gì? Bạn la hét, bạn quýnh? Không, thường thường mình nóng tính thì mình sẽ im lặng và mình từ từ khi nào mình hết nóng rồi mình sẽ giải quyết cái chuyện đó xong. Nóng tính là bỏ đi đúng không? Hoặc là mình sẽ giữ im lặng để mình vui cái giờ. Vậy thì về cái tình trường đi, đẹp trai nè, trẻ nè, TikTok nè, 300k follow nè,
trai nè, rồi bạn chắc trải qua nhiều mối tình lắm ha. À, mình cũng rất là kỹ trong các mối tình nên cũng rất là ít. Là khoảng được bao nhiêu mối tình? Khoảng tầm tầm 4 mối tình chính thức. 4 mối tình, rồi cái 4 mối tình đó là bạn kể cho mình nghe một cái mối tình nào mà bạn cảm thấy ấn tượng nhất. Mối tình ấn tượng nhất thứ nhất của lại là tầm 3 năm trước thì kiểu là trước khi mà cái đoạn dịch thì nói chung là có quen một bạn thì kiểu xong cuối cùng phải chia tay tại vì cái đợt dịch đó nó bị ảnh hưởng nhiều thứ xong mà tinh thần mọi thứ nên mình chia tay. Thì cái đoạn đó mình trải qua rất là nhiều chuyện thì có lẽ cái mối tình đó nó sẽ là mối tình ấn tượng nhất. Là bạn quen được bạn ấy, bạn quen cái bạn đó là được bao lâu? Quen bạn này gần 2 năm. Gần 2 năm thì tụi mình quyết định chia tay. 2 năm là do dịch được chết quá nên chia tay, là bạn ở chung với bạn ấy hả? Cũng không à, ở chung thì qua là gần nhà một xíu. Nhưng mà cái vấn đề gì mà khiến cho cả hai là dẫn đổ vỡ đến cái việc mà chia tay đó? Nó có rất nhiều vấn đề nó xoay quanh cuộc sống với nhiều thứ xung quanh cuộc sống mà ảnh hưởng tới cái chuyện tình cảm ấy, nên hai đứa mình quyết định dừng lại. Bạn có thể nói rõ hơn được không? Thứ nhất là cái lúc đó thì cái mùa dịch thì nói chung là nó ảnh hưởng tới tinh thần là nhất em, và dịch kéo dài thì nó ảnh hưởng tới kinh tế nữa. Mà có điều tình cảm á, họ kinh tế thì không được. Xong mà thử, nói chung là nó gây ra nhiều về xích mích, xong là mình cãi nhau hơi nhiều thôi. Cuối cùng hai đứa quyết định dừng lại trong một cái thời điểm ở trong dịch lực. Rồi thì cái việc mà cuộc tình gần nhất đây là bạn nhớ không? Đứng đây bạn quen hai không? Không, chỉ có cuộc tình đó là cuộc tình gần nhất thôi. Và sau này mình hiện tại thì từ đó đến giờ mình đang tập trung cho công việc và không. Rồi, ok. Vậy thì bây giờ cái mẫu bạn gái lý tưởng của bạn là như thế nào nè? Bạn cao mét bao nhiêu? Mình cao mét 7. Rồi ví dụ bạn gái của bạn là bạn thấy là bạn cao mét bao nhiêu mà cảm thấy ok nè? Cao mét tầm mét rưỡi được không? Mét 55 trở lên. Rồi mét 55 bằng tôi đó. Ồ ha. Vậy em lấy cách tính luôn đi. Quê bạn ấy ở đâu thì được nè, bạn ấy sống đâu thì được nè, rồi nghề nghiệp làm sao nè? Thì nói chung là cái sống ở đó thì nói chung sống ở đâu cũng được, mà nó nên ở thành phố nó sẽ tốt hơn. Tại vì hiện tại mình cũng đang ở Sài Gòn thì cái việc mà ở Sài Gòn nó sẽ tịch hơn, còn nếu ở chỗ khác thì nó sẽ hơi vất vả một xíu. Sống Sài Gòn đi chơi sẽ qua sẽ lại ha. Nghề nghiệp sao ổn nè bạn? Nghề nghiệp thì thoải mái, quan trọng là vẫn là mình thất nghiệp được không? Bạn lo được không? thất nghiệp thì cho không thất nghiệp thì hơi mệt nha. Ví dụ như giờ người ta có công việc ổn định nhưng mà lương không cao được không? Thì nói chung thoải mái, quan trọng là cái lương đâu quan trọng, quan trọng là có hưởng phát triển các thứ thì nó cũng tốt hơn là cái lương hiện tại. Quan trọng là có tính phát triển, nói chung là này nọ các thứ. Rồi giờ bây biết tập kiếm càng tốt. Bên nghệ thuật thích đó, tập hả? Kiếm càng tốt. Thích tập kiếm càng tốt. Thích đọc kinh hả? Thích tập kiếm. Thích tập gym. Rồi. Thích tập gym rồi. Bạn còn thích cái gì ở bạn gái nữa không bạn? Bạn có thể ra nhu cầu, tại bạn đẹp trai đấy, mình tại vì mình cũng có list một cái bạn
bạn rất là phù hợp với bạn luôn á. À, như vậy là quả đủ rồi chứ. Nhưng mà quả đủ rồi. Dễ nhìn nè, nói chuyện dễ thương nè, không cần lương cao, biết chịu làm, chịu phát triển, về biết chút tập gym để nói chung là tốt cho sức khỏe lắm. Ok. Ừ, nhưng mà ví dụ như bây giờ là bạn ấy lớn tuổi hơn bạn được không? Lớn tuổi không đâu quan trọng đâu. Tuổi tác không quan trọng hả? Đúng rồi. 35 tuổi được không? Ôi trời. Được lắm. Tao nói chung cũng không nên nói đâu nha, mà quan trọng là 35 ngoại hình tầm 27 thì cũng ok mà. 35 tuổi mà ngoại hình 20 ha. Hơi ngộ ạ. Rồi, tuổi tác không quan trọng ha. Đúng rồi. Nói chung là lớn hơn khoảng 5 tuổi là cũng được đúng không? Đúng rồi, 5 tuổi đổ lại vẫn ok mà. Ừ, lớn hơn 5 tuổi ok. Rồi. Thì đây chỉ là một buổi casting bạn hẹn hò thôi. Thì nếu mà thực ra là mình cũng có một cái bạn phù hợp với bạn rồi. Thì nếu mà đi vô vòng trong nữa thì sẽ có một bạn biên tập làm việc với bạn sâu hơn. À, okay. Bạn ha. Rồi, cảm ơn bạn rất là nhiều. Tên công việc, tuổi tác, quê quán của mình nha. Dạ. Em tên Phan Thành Vũ quá chị. Quê quán em ở Tây Ninh. Công việc em là công tác tại công ty ở quê nhà. Cụ thể làm gì em? Ừ. Dạ, sao chị? Cụ thể em làm gì em? Công tác quê nhà làm gì? Em giới thiệu rõ ràng giùm chị. Dạ, em làm công ty chị. Công nhân đúng không? Công nhân cao su, công nhân gì? Công ty làm về gì? Công nhân may mặc của công ty á chị. Ừ, giới thiệu dứt khoát lên. Dạ. Nha, giới thiệu dứt khoát lên. Ví dụ như chị nói lên chương trình cũng vậy nữa. Em tên là Nguyễn Thành Vũ gì đó, em đến từ Tây Ninh, hiện em làm công nhân may. Trời ơi, giới thiệu cái nghề mà giới thiệu cũng không ra nữa thì khó quá em. Rồi, hiện tại Vũ. Ừ. Rồi, hiện em nói thì... đi. Hiện tại thì em ở công ty, em ở Tây Ninh, em làm việc tại công ty may mặc của khu công nghiệp Trảng Bàng, Tây Ninh. Rồi, ok. Bây giờ, nói điểm mạnh, điểm yếu, đường tình duyên của em giùm chị. Dạ, điểm mạnh của em á là tính hơi nóng nhưng dễ nguội, dễ hòa đồng chị. Còn điểm yếu của em á là mềm lòng, nhẹ dạ. Là có bị lừa gì không? Dạ, chuyện tình cảm nhẹ dạ là nhẹ dạ làm sao? Ừ, cũng mềm lòng nhẹ dạ lắm, nghe người ta nói năn nỉ cái gì ha, nói nhỏ nhẹ gì á là em mềm lòng em chịu hết rồi chị. À, em có tiền không? Chị mượn em và chừng 5 triệu thôi được không? Dạ, có khả năng thì được cho chị. Được miễn, không? Miễn sao mượn có trả được rồi chị. Thì chừng nào chị trả, đang khó khăn mượn. Đâu có dạ. Hết trước được, chừng nào hết khó khăn trả được không? Chị làm trong chương trình, nếu chị mượn tiền em tin tưởng không? Sao chị lừa em được đúng không? Dạ, thì khó khăn có thể mình giúp nhau được. Ừ, được ha. Giờ như mới gặp chị, giờ mới biết em đang nói mượn chị mượn tiền em cho không đó. Dạ, nếu như có khả năng thì được chị. Không, cái này chị nói thẳng luôn, 5 triệu em có khả năng không? Dạ, có không? Ừ, chị lương tháng này chị chưa có nên là chị mượn đỡ vậy đó, là chừng nào có chị trả lời ha. Dạ được. Rồi. Ủa là thường người ta mà ví dụ mượn tiền em đi rồi em dễ cho mượn không? Thì nếu như là có uy tín này này kia thì em cho mượn, nhiều khi mất uy tín này gì kia, cái nhiều khi họ kẹt gì đó, cái mượn lại thì em nhất định là không cho, nhưng mà năn nghĩ hoài biết là em mệt lòng, em xìu lòng, em chịu không nổi đó. Rồi ra nếu mà mấy cô gái mượn tiền chắc nhanh hơn hả? Trai có mượn em không? Có bị lừa tiền không. Chưa? Nói gì mấy cô gái thì mượn tiền thì không có, nhưng mà tính em rộng rãi thì đối với những người bạn của em là không á. Những người bạn gái của em mà nói chung là không có mượn tiền. Ừ. Mình chỉ bằng nam thôi chị. À trời ơi, nam đó ha. Dạ. Rồi ok em, rồi được bao nhiêu mối tình rồi? Vũ là sinh năm 85 đúng không? Dạ đúng rồi chị. Rồi em là được bao nhiêu mối tình rồi? Trước giờ thì em cũng có được 2 mối tình. Ừ. Chia sẻ ra giùm chị đi, mối đầu quen bao lâu rồi sao chia tay, rồi mối hai như thế nào? Dạ, mới đầu thì em quen cũng được 3 năm á chị, 3 năm mấy á. Thì cái lúc đó thì nói chung là công việc của em là cũng chưa có ổn.
chưa Còn bây giờ ổn định chưa? giờ là cũng tạm thời là cũng được rồi chị, ổn định vậy. Thu nhập là khoảng bao nhiêu tháng? Thu nhập của em hiện tại bây giờ cũng khoảng 90 triệu một tháng. Rồi vậy mượn 5 triệu là chơi lớn cho luôn đó ha. Dạ, chuyện đó thì nói chung là ở nằm trong cái hoàn cảnh mà lúc mình khó khăn hay là khổ thì trong đó thì em cảm nhận em biết rất là nhiều, thì mình có thể giúp đỡ ai được những cái món gì dù lớn hay nhỏ thì không cần thiết mà có sự giúp đỡ với nhau thôi, mình hỗ trợ với nhau thì là được. Rồi ok. Rồi bây giờ nè, em nãy nói đi, cái mối tình thứ nhất ta tại sao chia tay, mối thứ hai sao mà chia tay? Tại vì cũng em cũng tính dự định là tiến tới hôn nhân, nhưng mà tự như lúc đó thì gia cảnh em cũng còn hơi chật hẹp với việc kinh tế đó, cho nên em cũng không dám bước tới. Rồi Rồi sao? em không dám ngỏ lời với bên kia, tại vì bên kia thì người ta cũng hơi đòi hỏi quá, gấp gáp quá, cho nên em đáp ứng không được, người em mới chia tay. Còn mối tình thứ hai của em thì quen thì cũng được mấy tháng thôi, nhưng mà em thấy cảm thấy là người đó không có hợp. Thì quen nhau thì em cần cái sự là quan tâm với nhau thôi. Nhưng mà em có quan tâm người đó, nhưng mà nói chung là người đó đối với em là không có quan tâm gì. Mà chỉ ham chơi hoặc là lo những là cái chuyện ý muốn của người ta thôi, nhưng mà ngoài sự quan tâm mà để tìm hiểu nhau là không có em, cho nên em thấy không hợp, em cũng chia tay chị. Là Rồi em được ok em. Rồi bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào, em mô tả cho chị đi. Ngoại hình, công việc, tuổi tác, quê quán. thì nói chung thì ngoại hình đó thì nói với em thì em rất là dễ, là sao cũng được hết, dốc dáng hay là gương mặt cái gì em đối với em là rất là dễ, sao cũng được hết à. Thì em chỉ cần là chân thật và thật lòng chung thủy với nhau thôi, đừng đừng bon chen ở đời với ở đời quá, là giống như là cố tâm quyết tâm mà để hợp lại với nhau, để lo làm ăn cho có với người ta thôi. Rồi em có đi theo vợ được không, ví dụ như theo phụ được không, hay là phải theo em về quê bên đó? Dạ, theo như bây giờ là nếu như theo vợ bây giờ là chưa có khả năng, tại vì ở nhà thì ba mẹ em cũng già, nhưng mà nhà có mình em thôi, anh chị của em thì cũng có gia đình ở riêng hết chị. À, coi như giờ em phải lo cho ông bà đó đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi ok em. Nếu mà được chọn chương trình liên lạc lại với em rồi trao đổi thêm với mình nha, Vũ nha. Sẽ giúp tụi em nha. Rồi rồi. À, dạ rồi, mời anh giới thiệu về họ, tên, tuổi, quê quán và công việc của mình nha. Anh tên là Nguyễn Tuấn Khanh. Dạ anh cứ nói tiếp đi anh, tụi em vẫn đang nghe. Tên là Nguyễn Tuấn Khanh ở huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng. Công việc hiện tại thì đang kinh doanh tự do. Dạ rồi, anh sinh năm bao nhiêu ạ? Sinh năm 85. Rồi công việc cụ thể mình kinh doanh tự do là về mặt hàng gì anh? Làm cơ sở chế biến mặt hàng thủy sản á, À, tôm á. là mình có cơ sở riêng luôn. Dạ đúng rồi. Anh làm cái công việc này lâu chưa? Cũng lâu. Mình làm như vậy thì cái thu nhập một tháng của mình trung bình như thế nào anh? Nói chung thì cũng ổn, tùy theo đơn hàng là nó cũng tầm mười mấy, hai chục, hai ba chục, có khi cả trăm cũng không được. Mấy tôi hoạch tập Dạ rồi ok. Dạ anh Thanh, là mình chia sẻ một xíu về bản thân mình đi, ví dụ như những cái điểm nào mà anh cảm thấy tự tin nhất, về cái điểm mạnh của mình á, điểm mạnh điểm yếu như thế nào á. à, điểm mạnh thì chung là thích rất là ham làm công việc gì cũng có trách nhiệm hết. Còn yếu thì nói thì cũng không nhớ, nhớ là cái gì
Nó có tật xấu gì không? Có nhậu nhẹt, hút thuốc, nóng tính rồi này kia không? Xưa thì có, nhưng mà giờ là bỏ. Xưa là có nhậu nhẹt, hút thuốc, nhưng mà giờ bỏ hết luôn hả? Đúng rồi, đúng rồi. Mà lý do gì tự bỏ hay như thế nào anh? Sao anh? Mình tự bỏ hay là sao, lý do gì sao mình lại bỏ được những cái đó? Tự bỏ. Trước giờ anh từng lập gia đình chưa? Sao anh? Anh từng lập gia đình chưa? Có rồi. Dạ rồi, vậy thì anh chia sẻ về cái cuộc hôn nhân đó đi anh. À, anh đã ly hôn cách đây 4 năm. Dạ anh nói tiếp đi, tụi em vẫn đang nghe. Tại vì tụi em sẽ nghe anh nói nhiều hơn á. Thấy thiếu thì tụi em mới hỏi thôi. Thì anh lập gia đình khi nào, có bao nhiêu con, sao mà lại ly hôn? Anh lập gia đình năm 2009. Ở với nhau cũng được hơn 10 năm. Rồi nói chung là một thời gian nó, mỗi một người nó có ý tưởng khác nhau đó. Rồi trong công việc mà ăn á, không có hợp nhau trên vấn đề tính toán. Mỗi người chọn một con đường riêng. Rồi ly dị cách đây khoảng 4 năm. Có hai người con, một đứa gái, một đứa trai. Con trai thì ở với mẹ, nhưng con gái thì đang ở với anh. À, con gái mình lớn chưa anh? 10 tuổi à. Đang hỏi con gái 10 tuổi. Vậy thì là trước trong 4 năm đó là anh có tìm hiểu ai khác không? Không, nói chung là những năm đó anh chỉ lo cho người thân, lo về kiếm tiền. Lo về kiếm tiền. Rồi ok, bây giờ anh nói về cái hình mẫu anh mong muốn đi, thích mẫu bạn gái như thế nào? Nói chung thì anh cũng không mong gì nhiều, chỉ cần là người phụ nữ là biết lo bằng ăn nè, không cầm bọn, rồi thêm cái nữa là có trách nhiệm công việc, cái lập trường phải vững là được. Còn đẹp xấu không thành vấn đề. Tuổi tác vùng miền này kia thì sao? Cũng không thành vấn đề, mà tốt nhất thì lớn hơn anh một tuổi hoặc thấp hơn anh một tuổi. Còn vùng miền thì không nhất thiết. Anh, dạ rồi, người ta cũng cùng hoàn cảnh đã ly hôn thì vẫn ok đúng không anh? Vẫn ok. Nhưng dạ mà rồi. Cái quan trọng nhất cái anh cần là nếu mà đã đi đến được cái mức cuối cùng á, mà có thể lập gia đình với nhau được á, là cái mong muốn của anh đó là phải về cái nơi của anh nghĩ cùng không làm trên cái sinh hoạt của anh đó. Nói chung là lấy chồng mà chịu theo chồng ha, về cùng làm với mình luôn. Dạ rồi, thì cái này thì mình cố gắng thuyết phục, nếu mà mình có cơ sở làm ăn ok ổn định đó thì bạn gái sẽ theo mình thôi. Cái này bản lĩnh của mình thuyết phục thêm với bạn gái. Dạ thôi. Cái vấn đề hiện tại của anh ấy thì anh đang ở nhà riêng cũng lâu, cũng trên 10 năm rồi, ở với đứa con gái, không có ai ở cùng hết. Nhà có hai cha con ở với nhau thôi. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, ok. Nếu mà có người phù hợp thì sẽ có biên tập trao đổi kỹ thêm về nội dung với mình ha, để mình lên sân khấu mình chia sẻ cho nó tự tin nha anh. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ rồi, em chào anh ạ. Dạ.